Chính trị bình dân. Chương 2. Hoạt động chính trị. Có rất nhiều hoạt động mà bạn, người dân có thể tiến hành để tác động tới nhà nước và các chính sách. Hay nói cách khác, có rất nhiều hình thức hoạt động chính trị. Dưới đây là một số hoạt động phổ biến nhất trên thế giới. Vận động hành lang. Vận động hành lang, gọi tắt là vận động, là việc tác động lên quá trình hoạch định chính sách bằng cách gặp gỡ, tiếp xúc, cung cấp thông tin, thuyết phục. Đối tượng của công việc này là trả lời câu hỏi, vận động ai? Là các quan chức hành pháp như thủ tướng, bộ trưởng, các nghị sĩ, dân biểu, tức người của cơ quan lập pháp. Chủ thể của công việc này là trả lời câu hỏi, ai vận động? Là các cá nhân, các tổ chức, đảng phái, tức các nhóm lợi ích. Có thể vận động qua các kênh nào? Câu trả lời là thông qua tất cả các kênh tiếp xúc họ với chính quyền. Các cơ quan hành chính, quốc hội, tòa án, các đảng, các kênh truyền thông, các cơ quan tổ chức quốc tế, vân vân và vân vân. Vài năm gần đây, trong ngôn ngữ chính trị của Việt Nam xuất hiện một số từ mới như vận động hành lang, vận động chính sách, dịch từ tiếng Anh là lobby và policy advocacy, gọi chung là vận động. Đó là việc của một cá nhân hoặc một nhóm lợi ích có tổ chức tác động lên quá trình hoạch định chính sách để chính sách được ban hành theo ý của họ bằng cách gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục, hối lộ người làm chính sách. Ví dụ, bạn mời sếp đi nhậu hoặc đến nhà sếp biếu vợ sếp mảnh khăn kết hợp với cái phong bì để nhờ sếp hạ thấp tiêu chuẩn cho chức vụ trưởng, phó phòng, đều là vận động cả. Trên bình diện quốc gia, người làm chính sách có thể là quan chức chính phủ, nghị sĩ, dân biểu, ở ta gọi là đại biểu quốc hội, và cả tòa án. Riêng ở Việt Nam, đối tượng làm chính sách bao gồm một lực lượng tối quan trọng là lãnh đạo các cơ quan đảng, tức các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Tại sao lại gọi là vận động hành lang? Từ lobby, tiếng Anh có nghĩa là hành lang. Theo một giả thuyết phổ biến, khái niệm vận động hành lang bắt nguồn từ cái hành lang khách sạn Quilla ở Washington DC, nơi mà Tổng thống Mỹ Ulysses Grant năm 1822 năm 1885 tại vị từ năm 1869 đến năm 1877 thường đứng hút xì gà và uống brandy. Biết được thói quen đó của ông nên nhiều người thường tìm đến nơi này để tiếp cận, mời ông trà thuốc và tranh thủ thuyết phục vận động tổng thống. Nhưng cũng có những ý kiến phản bác giả thuyết này, cho rằng từ vận động hành lang đã xuất hiện từ rất lâu trước khi Grant làm tổng thống Mỹ. Vận động là một hoạt động chính đáng, hợp pháp và cần thiết. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để nó chính đáng, hợp pháp là vận động phải đảm bảo công khai, minh bạch. Và công khai minh bạch những nội dung gì, hình thức vận động cụ thể phải như thế nào, đến ngưỡng nào thì vận động trở thành hối lộ, tham nhũng và bị coi là bất hợp pháp, vân vân và vân vân, là do luật pháp của quốc gia quy định. Vận động hành lang nếu không có luật, không có sự công khai minh bạch thì sẽ trở thành đi đêm, hối lộ, móc ngoặc, tham nhũng chính sách như ở Việt Nam. Về phần mình, nếu bạn hoặc nhóm lợi ích của bạn nếu có muốn vận động thành công thì điều kiện tiên quyết là bạn phải có khả năng tiếp cận đối tượng hoạch định chính sách hoặc phải biết sử dụng người có khả năng làm việc đó. Tóm lại là biết đi đúng cửa, dùng đúng người. Chuyện này thì ở nước nào cũng vậy. Vận động quốc tế. Từ tháng 7 2013, với sự ra đời của một tổ chức nhân quyền có tên mạng lưới Blogger Việt Nam, trong các hoạt động chính trị của người dân Việt Nam xuất hiện một hình thức mới, về bản chất cũng là vận động hành lang, nhưng là vận động quốc tế. Đó là khi các blogger Việt Nam đến đại sứ quán của một số nước để đưa bản tuyên bố 258 với nội dung yêu cầu nhà nước Việt Nam xóa bỏ hoặc sửa đổi điều 258 Bộ Luật Hình Sự quy định về tội
lạm dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Những năm trước đó, kể từ sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc và Việt Nam thống nhất, cũng đã có nhiều cá nhân và tổ chức tiến hành vận động quốc tế cho nhân quyền ở Việt Nam như nhà thơ, nhà báo Võ Văn Ái, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế khối 8406. Tuy nhiên, hoạt động của họ chủ yếu diễn ra ở nước ngoài, về sau này là trên mạng Internet. Nếu ở Việt Nam thì cũng nhỏ lẻ, không có tổ chức có thể coi mạng lưới blogger Việt Nam và phong trào tuyên bố 258 chống điều 258 Bộ Luật Hình Sự là nỗ lực có tổ chức đầu tiên của các nhà hoạt động ở trong nước nhằm vận động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, mà đối tượng họ hướng tới là cộng đồng quốc tế, cho nên đây là vận động quốc tế. Tiếp nối phong trào chống điều 258 mà mạng lưới blogger Việt Nam lập nên, các tổ chức xã hội dân sự độc lập khác trong lĩnh vực nhân quyền như Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Anh Em Dân Chủ cũng bắt đầu tìm đến đại sứ quán các nước phương Tây ở Việt Nam để vận động quốc tế. Vận động cụ thể nội dung gì? Các cá nhân và tổ chức nhân quyền ở Việt Nam khi đi vận động quốc tế đều có những mục đích và nội dung riêng. Tuy nhiên, tinh thần chung của họ là thông qua các đại sứ quán đề nghị chính phủ các nước phương Tây gây sức ép qua con đường ngoại giao để buộc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân. Cũng có trường hợp mục đích và nội dung hết sức cụ thể và mang tính cá nhân cao, cứu người, đó là trường hợp thân nhân của các tử tù Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh tìm đến các đại sứ quán để kêu oan cho người bị kết án tử hình oan. Thậm chí, có lần phải vận động xin sứ quán liên hệ gấp với phía Việt Nam để kịp ngăn chặn việc hành quyết. Tháng 1, 2014, lần đầu tiên một phái đoàn gồm đại diện của 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam bắt đầu chiến dịch vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Mỹ và châu Âu. Phái đoàn gồm đại diện các tổ chức Nữ Dư Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống, Con Đường Việt Nam và Voice. Đây chính là đợt vận động quốc tế đầu tiên ở bên ngoài Việt Nam, các tổ chức và quy mô lớn của các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Việt Nam kể từ sau năm 1975. Xin nhấn mạnh, để bạn không nhầm lẫn, rằng phần trên đây đang kể về những nỗ lực vận động quốc tế cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam của các cá nhân và tổ chức hoạt động xã hội dân sự độc lập. Còn nếu nói về vận động quốc tế nói chung, thì Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện từ rất lâu rồi. Việc Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1969 hay Liên Hợp Quốc công nhận tư cách thành viên của Việt Nam năm 1977 chẳng hạn, đều phải là kết quả của những nỗ lực vận động quốc tế ráo riết mà tài liệu của tuyên giáo hay gọi là tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và dư luận tiến bộ trên thế giới. Hoạt động đảng phái. Vận động là hình thức hoạt động chính trị mà một cá nhân như bạn cũng có thể làm, nhưng tất nhiên nó sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có tổ chức. Một tiếng nói đơn lẻ khó mà có sức mạnh như nhiều tiếng nói cùng kết hợp một cách có tổ chức. Cho nên, hoạt động chính trị gắn với tổ chức, đảng phái là vì thế. Hoạt động đảng phái là ít nhất một trong các hoạt động sau: thành lập đảng, tổ chức chính trị mới, gia nhập đảng, tổ chức chính trị hiện hành. Các hoạt động nhằm mở rộng và phát triển đảng, tổ chức chính trị, ví dụ tìm kiếm và thu hút thêm thành viên mới, đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự, tranh cử với tư cách người của đảng, tổ chức chính trị, đưa người của đảng, tổ chức chính trị vào các chức vụ trong chính quyền. Có các hoạt động để đảng của mình giành và giữ được chức vụ trong chính quyền, đồng thời thực thi quyền lực có được từ chức vụ đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đảng phái và tổ chức chính trị ở phần 5, tương tác chính trị. Còn ở đây, bạn chỉ cần nhớ rằng đảng phái là các tổ chức làm chính trị một cách chuyên nghiệp và sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn rất nhiều nếu bạn làm chính trị thông qua hoạt động đảng phái thay vì độc lập hay là lẻ loi một mình. Làm truyền thông. Truyền thông được hiểu đơn giản là truyền tải thông tin, nghĩa là việc một cá nhân tổ chức truyền tải thông tin dưới các hình thức ngôn ngữ,
hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cho một, các cá nhân, tổ chức khác biết. Nó cũng có thể được phân loại thành truyền thông cá nhân thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người như trò chuyện hoặc sử dụng thư tín, điện thoại và truyền thông đại chúng, truyền tải thông tin đến một lực lượng lớn khán thính giả, độc giả nhưng không tiếp xúc trực tiếp với họ. Báo chí xuất bản, truyền hình phát thanh, điện ảnh, Internet đều là các phương tiện truyền thông đại chúng. Với cách hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động chính trị là tất cả những gì bạn làm để tạo áp lực lên một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức nhằm gây ảnh hưởng, thuyết phục, khiến họ hành động như ý bạn muốn. Bạn có thể thấy là làm truyền thông đương nhiên cũng là một hình thức hoạt động chính trị. Các tổ chức, nhóm, hội, đảng phái đều có thể hoặc lập đội ngũ truyền thông riêng của mình. Ví dụ, Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể gây tác động lên giới truyền thông, thông qua truyền thông để thuyết phục dư luận theo ý của mình muốn. Dư luận ở đây bao gồm toàn bộ phần còn lại của xã hội, người dân, quan chức, nhà hoạch định chính sách, v.v. và v.v. Năm 2012, khi các blogger, facebooker đến những điểm nóng về đất đai như Tiên Lãng, Văn Giang để viết bài, phỏng vấn, chụp ảnh tung lên mạng, họ gọi hành động đó đơn giản là làm truyền thông, nhưng khi đó chính là họ đang tác động để dư luận hiểu các khía cạnh khác của sự việc, nhất là những phần mà hệ thống báo chí quốc doanh không, chưa hoặc ngại đề cập. Công việc ấy của họ thực chất là một hình thức hoạt động chính trị. Có rất nhiều hoạt động để làm truyền thông mà viết blog chỉ là một trong số đó. Ví dụ, ra báo, mở đài, viết báo, viết sách, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn thuyết, quảng cáo, v.v. và v.v. Tác giả Phạm Đoan Trang.